Hôm nay, Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức là Mười Tường, 52 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang, với tội danh thứ 5 là tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo kết quả điều tra, ngày 30 tháng 10 năm 2020, trùm buôn lậu Mười Tường chỉ đạo đàn em vận chuyển đô la Mỹ từ Việt Nam qua Campuchia để mua vàng lậu vận chuyển trái phép về Việt Nam, giao lại cho một số tiệm vàng lớn ở thành phố Châu Đốc và thành phố Hồ Chí Minh. Đến trưa cùng ngày, khi nhóm buôn lậu vận chuyển 51 kg vàng 4 số 9 về đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, thành phố Châu Đốc, thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Sau khi biết bản thân và đàn em bị truy nã, Mười Tường đã bỏ trốn sang Campuchia trước, rồi tổ chức đưa các đàn em là Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Văn Lê, Mai Thị Ngọc Phấn từ Việt Nam sang Campuchia trái phép để lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng, cản trở công tác điều tra, làm rõ vụ án. Đến ngày 9 tháng 7, cả nhóm Vân Lê Phấn ra đầu thú, còn Mười Tường bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang.